chị em. Bình thôn chứ. Còn sạch chứ. Còn sạch chứ này. Cao chứ. Đi lên bình thôn rồi đó. Nó khô như này. Chứ đi. Mà... Ừ. Thế chứ mà. Bồn bồn ta. Hả? Ừ. Thôi được sao. Cái này, cái rô cái này rô tận bản rô vậy thôi. Oh, chết rồi. Chọn một. Nè, nè. Yeah.